Mà biết từ nhà từ môn trở góp đà nó môn vậy thầy có trách nhiệm không? Mà thưa cái gì vậy? Câu này thầy nói ai vậy? Cái câu này thầy nói thầy, cái bài này thầy cho anh là thi sĩ Việt Châu anh Hải ơi. Vì là bây giờ nói tắt ra nghe hết rồi không có làm sao nói hơn được. Vậy là thầy cho chúng ta và anh thi sĩ Việt Châu biết rằng cái thời loạn này á, đáng lẽ là thi sĩ, danh sĩ, danh năm thi sĩ hãy lo đóng góp xương máu của mình mà lo cho đất nước. Còn cái này thầy biểu làm không có làm. Xe vừa chở xe chạm thi sĩ Việt Châu chúng ta đọc cái bài này như thế gì? Những cái đọc bài này không xuất chứa được. Mà hai chút chứa ra lại đã quá giờ mà ngoại làm xuân quá thêm nữa không có được. Thôi bây giờ nói một đoạn kế tiếp đó đi. Đó là gì? Đó là thầy biểu anh thi sĩ này làm thơ nè. Là thôi nó không được, không được. Bây giờ nói luôn đi. Nói gì biết đoạn nó không có được đâu. Nói lỡ thì nói luôn là cái trẻ cũng không cảm cho chúng tôi nha. Cái vừa nhà mà trở giờ cái vị thích thằng Hải thì chúng tôi là tại ông Hải chứ không phải tại tôi à. Vậy thì thầy đi thuyết pháp năm 1945 đó, 107 trẻ. Có anh thi sĩ Việt Châu này đó, là tên là Nguyễn Xuân Thiết. Ông giỏi lắm, về danh học ông rất giỏi. Danh sĩ kim thi sĩ. Ông đi theo thầy đón góp á. Ông dừng nhận nghe coi nổi lưỡi thuyết pháp của thầy nói gì. Ông kháng phục quá đi. Nhưng mà tại Long Xuyên đó, ông có nghe tại Long Xuyên thầy thuyết rồi. Ông xuống thầy đét ông đó. Ông xuống thầy đét ông đó, ông nói đặt cho thầy cho. À, nó, ông nói không thay lại cho thầy. Ông hỏi ông tài xế á. Ngay là nhờ ông cho tôi có danh thì rồi nhờ nói cho thầy cho tôi có danh thì rồi. Trong tài xế là lại nói cho tôi thầy nói giờ có anh thi sĩ hỏi thăm muốn thầy cho ông có danh thì rồi. Thầy nói được ai chứ thi sĩ Việt Châu thì được. Nhưng mà cho thi sĩ biết rằng là tôi còn mất đi Vĩnh Bình. Còn ra Gò Công đó. Được rồi đi theo vậy là mấy ngày mệt nhạt. Như anh tài xế lại nói vậy ông làm sao đâu cho tôi đi theo đi. Đi đâu cũng được hết á. Thầy đâu tôi đó. Đi theo. Đi xe thì mà thầy đi thuyết pháp giác rồi thầy về từ đoàn đó. Đi xin đi về nữa. Lên xe ngồi đó thầy cũng nói lần sau thầy thấy anh thi sĩ ngồi. Thầy nói đâu là thi sĩ làm thơ cho anh nghe đồn thi sĩ giỏi làm thơ lắm. Nhưng mà ông cầm cái tập thư dân ngũ cho tình cho anh đó. Ông có làm cái tập thư dân ngũ cho tình hương lắm. Ông giúp cái sự tích cái tình hương Mỹ Châu á. Chắc cái gì biết rõ lắm ở đây không bao giờ. Tôi nói người biết rồi ha. Ông làm đã thơ rất hay. Ông muốn thơ với thầy. Nhưng mà ông không đưa. Ông có lật ra, lật lại, lật ra, lật lại rồi thầy lấy cái gì đó đưa coi, thầy lấy thầy cầm. Thầy không có lật ra, thầy lật qua lật lại, thầy phê bình nè. Mỹ Châu ơi, hỏi Mỹ Châu, nơi chi thành chợt, gieo sầu cho cha. Thì rất rõ ràng là ông, quý vị biết rõ là Mỹ Châu mê cận thủy mà làm cho cái lỗ mỏ của mà Kim Tần Huy bị mất đó. Cho nên lúc An Dương với An Dương bị chết, và nước bị mất, thang bị tự là lấy thang. Thầy nói vậy là quý vị biết rồi. Ông cận thủy Mỹ Châu, vì cái mối tình vợ chi giữa vợ nhưng mà tại vì mối tình nước cho nên phụ đạt vợ thì ra tay ông rút ra cái mối chuyện đó ông làm thơ rất hay cho nên ông mà Việt Châu là ông nghe thầy phê bình hai câu rồi mà hôn đổ rất nhiều đây rất nhiều đây cậu quá ủa tại sao mà ông chưa có tuổi nào cái này ngọc phê bình đúng đúng nhất ông ngồi chân chân nghe rồi thầy đưa cái tập thơ lại cho ông ngồi hoài thầy nói thôi bây giờ ông làm thơ đi nghe đầu mà thi sĩ thì phải làm thơ chứ thì thưa quý vị ông ngồi hoài ông làm không được tại sao vậy là vì ổng không có thầy ở làm thế giới còn là thầy là làm không được rồi giống như là mình có cái hậu dịch á rồi các bạn với ông này đó hơi mang xanh thôi không đốt làm gì chứ hơi dầu cái này rồi tôi tắt đi rồi mà thế mà ông làm thơ không được ông chọn câu nào cũng thế là dở cái này là làm không được thầy nói thôi là ông làm mà tôi làm đó bây giờ xin đọc lại cái tới đó nha hồi nãy xe về chở theo chàng thi sĩ bảo làm thi mãi nghĩ không ra vậy mà giữa chốn tường qua gian danh thi sĩ hiệu là Việt Châu nguyên khói viết thơ tàu thơ cảm không dừa dân viết ăn ra trương thật khô bình trực tiếp đó là quen cái khói viết thơ tàu thơ cảm chứ không có dắt dần dân này không có được ai gì dắt cái tên mà không có đại lễ không dừa dân viết ăn ra trương ngâm nga giận giá ưu đường làm cho đọc giả ra trường mê ly thế là đọc theo con mê ly cho nè rồi theo giỏi viết từ bi mấy bữa là mấy bữa từ cái đốt xuống Vĩnh Bình ra Gò Công á hàng tâm kia đã rửa hai chân đường tôn tấn dậy đất bạch thì nhân đứng hóa để tăng sĩ làm rồi mới đến câu tăng sĩ viết chùa am đế cửa chút hương vàng lên lửa sông pha đền sân nổi nước phù nhà thì môn trở gốc Phật Đà Nam Mô thôi thành đọc giảng đọc bài cho cô bác nghe bây giờ trở lại mới được ông Hồng Hải ơi thầy nói thầy biết Việt Châu làm mà Việt Châu không có làm thầy biết chúng ta làm mà chúng ta không làm thì thầy buộc lòng phải bế thiền môn đi đánh cửa thiền môn đi rồi chút hương vàng lên lửa chúng ta hương vàng là gì đây thưa là cái gì dương trí huệ từ bi chết nhán dương đây là dương trí huệ đức thầy cách mất sự lụy khổ đau chúng ta
đền tân mẫu lý thượng nhà là thầy đem cái giấy nhiệm màu này đó đánh đuổi quân thù bằng đem dấu lý tình thương, như vậy gọi là ra đời bất chiến nổi tiếng từ bi, lời lẽ ráng ghi thành công như lắm có lắm người yêu. Chúng ta đừng hiểu lầm là thầy giết sát người, thầy đền tân mẫu lý thượng nhà bằng cái dấu lý tuyệt vời, bằng cái dấu lý tình thương, nếu biết thương nhau rồi đó không còn giết nhau nữa. Cho nên giết một ngọn lưỡi này một cách đem đạo lành ban rãi nơi nơi, mãn chờ tranh ba tánh thảnh thơi khắp bốn biển biên cương hòa hảo, không riêng trong nước Việt Nam này. Chúng ta đừng hiểu lầm là thầy để chúng ta giết sát người, không khi nào Phật cứu chúng ta giết sát người, mà thầy chúng ta giết sát ai thì thầy là Phật mà. Đền tân mẫu núi chùa nhà được thiền môn trở góp Phật Đà Nam Mô, nghĩa là người tín đồ Phật giáo hòa hảo đó yêu nước một cách tha thiết và đẩy xe giúp nước cách bằng một cách gián tiếp, chứ không có kéo xe, tức là không làm quan làm vua mà chỉ làm những vụ công dân. Khi đền tân mẫu nước là mau trở về căn cứ tu hành mà thôi. Thường nên trở góp Phật Đà Nam Mô, chừng ấy mà tụng vô nhất giặc, bụi hành trần rứt sạch giữa thân, thiên linh nhân tiếng đại đồng, ta bà thế giới sắc không một màu, nói lần sau hết, tôi cho chúng tôi tạm dừng đi. Thành Hải ơi, ở đây đức thầy chúng ta đó, trước thiên vàng là thầy có viên trí rễ, đem thanh này cắt mạch thầu đông mà, cắt đứt mạch thầu cho nó khỏi đông khổ này, không còn khổ lao nữa. Cái nào có phải mà, thầy biểu chúng ta giết người đâu mà ông đừng có hiểu lầm. Nhưng mà lên đây có còn cái ý gì không? Cái làm ác thì anh chịu ác, ông dư nợ máu thì trả nợ máu, dư nợ mạng thì trả nợ mạng, cái Phật nào cứu được cái gì. Bây giờ mình nhớ điều đó nha Hồng Hải, đừng có tạo, đừng có phát giết lại giật lại người nha, mà dư thì nó trả nha, Phật của mình có được đâu. Tại cái tâm ác thì mình nói giết con vật thì phải để con vật nó giết lại mình nha, giết người thì mình giết lại mình nha, đánh ta một tay rồi ta đánh lại một tay. Cắt một dao trả một dao, cắt hai dao trả hai dao, mượn một ngàn trả một ngàn, dơ một mạng trả một mạng, không có sai hết. Cho nên Phật cứu có được. Cái tâm ác ông giết con khỉ hãm cô đó khác thì nó dư ông lại trên đài thành cho đó lại. Cho nên thầy cho biết là luật nhân quả thật là tai diễn suốt của một ai. Cho nên là đánh ra cái mối chuyện này trở lại cái dụng lý thầy nhắc ra đây á, cho chúng ta định ý lại giọng thuộc làm suốt số đó của mình. Mượn của anh em đồng đạo mà cứ nói cho mình hoài, cái như dương đỡ đế lại có thuốc gì cho nó. Vì thế anh ta cho phải có bệnh đâu. Vì thì mình muốn có thuốc cho nhân, tự lực chứng tin mình phải làm ra cho có rồi mình giúp đời. Ở đây mình nghĩ đó, chứ đừng có gạt người làm thế cho mình là nguy, không có được. Đó là cái ý thầy dụng như vậy, chứ không phải làm thuốc, không thuốc đâu nha. Làm thuốc đủ thuốc lượng nha. Bằng chứng với Việt Nam chúng ta đây anh, cái việc đó là tan tóc điêu linh cha lạc con chồng cha vợ anh lìa em nhà không có ở được nữa. Mà trong cái miền Tây được ở như thế này có phải là nhờ Phật giáo Hòa Hảo thầy dạy mình nhờ biết tu làm phước biết cúng lại ngày hai thời, cho nên cái miền Tây sông Cửu Long được an ninh như thế này có phải là mình hưởng lợi hay không? Người ta thì nhà cửa không có ở như miền Trung đó, ở Bình Sơn đồ, ở Quảng Ngãi đồ, Quảng Tính đồ, người ta chạy bỏ nhà, ở Thừa Thiên Quảng Trị người ta chạy bỏ nhà, còn ở đây nhà cửa mình còn nè, có phải là nhờ? Vậy thì chúng ta đừng có ly nữa. Ở đây ra ông Hằng Hải và cô bác thử chúng tôi cho không phải nguyên, thử cái việc biết chúng tôi ra sao vậy mà. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là chúng ta làm thuốc mà nó mất đi. Thầy cho biết nè, cầm cây làm vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất, không có mất tao hết trơn. Chúng ta ráng làm lành đi, ráng tác thuốc thiện duyên thi anh đối đức đi quý vị ơi. Và mời ông Hằng Hải lên đây đó, giúp ý hỏi này đó, coi anh còn ý chi không, và tất cả cô bác và anh chị em đây, cũng như dân chủ có còn ý chi không. Bàn thì cứ trao đổi thẳng với nhau, còn không thì sinh ra câu khác đại để mà tôi nghi vấn không hay thuyết trình mà chi tiết được.